Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn một món đồ chơi vô cùng tuyệt vời, cực kỳ độc đáo của người Trung Quốc. Đó là khóa khổng minh. Khóa khổng minh hay còn gọi là khóa bát quái, khóa lô ban. Đây là trò chơi dân gian vô cùng phổ biến của người Trung Quốc. Sản phẩm này là sự kết tinh của kỹ thuật xây dựng cổ đại của người Trung Quốc. Không cần dùng đến đinh hay dây thừng để cố định các cấu trúc, nó hoàn toàn dựa vào chính các cái cách xếp đặt của người chơi để có thể kết cấu những cái khối gỗ với nhau. Khóa khổng minh vừa thể hiện một cái sự đơn giản, nhưng mà nó lại thể hiện một cái trí tuệ siêu phàm của người xưa. Tại sao lại gọi là khóa khổng minh? Bởi vì theo truyền thuyết thì chính Khổng Minh, cái người sinh vào thời Tam Quốc, là quân sư nổi tiếng của Lưu Bị, là người nghĩ ra cái loại khóa này. Nguyên lý hoạt động của khóa khổng minh thì rất đơn giản. Nó là sự kết nối của các mộng của thanh gỗ lại với nhau, làm sao để cho khi sắp xếp xong một cái khối gỗ đấy nó sẽ liên kết với nhau chắc chắn và không thể nào dùng lực có thể tách rời nó ra được. Về cấu tạo của khóa khổng minh thì khóa khổng minh được cấu tạo bằng các cái thanh gỗ hoặc nhựa. Bình thường với những trò chơi bây giờ thì chúng ta sẽ nhìn thấy đó là những cái thanh gỗ. Do cái cấu trúc hình học của khóa khổng minh là đa dạng, vì thế món đồ chơi này có thể có hàng trăm hàng ngàn kiểu, trong đó phổ biến nhất là dạng có từ 6 cho đến 14 thanh gỗ. Công dụng của khóa khổng minh thì khóa khổng minh gồm có những cái công dụng sau. Thứ nhất là nó để thư giãn, đây là một cách thư giãn vô cùng hiệu quả. Thứ hai là món đồ chơi dành cho trẻ em, có thể phát triển trí não, tư duy hình học. Tư duy, cái tác dụng tiếp theo đó là sự linh hoạt của các ngón tay. Về cách chơi của khóa khổng minh thì cách chơi của mỗi một loại khóa sẽ có một cái cách chơi và đáp án riêng. Chúng tôi sẽ update ở cập nhật ở trên cái trang YouTube này. Nói về dấu ấn của khóa khổng minh thì có lẽ dấu ấn lớn nhất của khóa khổng minh đó chính là tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới năm 2014, Thủ tướng Lý Khắc Cường của Trung Quốc đã tặng bà Merkel, Thủ tướng Đức, một bộ khóa khổng minh. Các bạn có thể nhìn thấy ở trên hình ảnh.